Mami, mami, chị Bí Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Ngày hôm nay chị Bí Đỏ sẽ cho các bé biết được rằng các bé đã được đưa đến thế giới này như thế nào nha. Nào chúng ta bắt đầu nha. Đầu tiên để sinh các bé ra thì mẹ của các bé sẽ trải qua những việc như thế này. À, bác sĩ sẽ dùng để nghe nhịp tim để chắc rằng mẹ các bé vẫn sức khỏe đang ổn. Kế đến thì sẽ khám thai, khám xem các bé có khỏe không đó. Sau đó thì sẽ cho mẹ các bé thở oxy nè. Và tiếp theo là sẽ bơi dung dịch lên phần bụng. Và xoa đều khắp bụng nha. Tiếp theo là sẽ tiêm thuốc mê vào cho mẹ các bé. Sau đó thì bác sĩ sẽ tiến hành mổ và các bé sẽ mang các bé ra từ bụng của mẹ. Và các bé đã ra đời rồi thì bác sĩ sẽ dùng công cụ y tế để cắt phần dây rốn ra để tách các bé ra khỏi mẹ. Và sau đó sẽ mang các bé đi và lau khô vệt máu để làm sạch sẽ người cho các bé. Và sẽ cho các bé uống sữa sau khi sinh. Mặc tã vào để cho khi các bé đi tè thì sẽ không bị ướt người. Quấn khăn để giữ ấm cho người các bé, bởi vì sau khi sinh thì các bé sẽ yếu, còn yếu. Thế là các bé đã được ra đời. Mẹ các bé rất là vui sau khi sinh các bé. Cho nên các bé phải biết yêu thương mẹ cũng như là mẹ yêu thương các bé nha. Video của chị Bí Đỏ đến đây là hết rồi. Chị Bí Đỏ xin chào tạm biệt tất cả các bé. Các bé hãy ấn vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi video tiếp theo của chị Bí Đỏ nha.